Đây chính là Samsung Galaxy Z8 chính hãng. Hôm trước thì mình đã có một cái video chia sẻ về bên ngoài cũng như là đó là máy demo. Thực sự mà nói thì cũng có khá nhiều bạn quan tâm đến sản phẩm này khi mà lượng view của nó khá là cao. Và mình sẽ quyết định đấy là unbox cái máy chính hãng để xem khi các bạn mua thì sẽ nhận được gì. Và điều nó khiến mình bất ngờ hơn nữa đấy là cái máy này vừa ra nhưng đã nhận được một cái chương trình flash sale với cái mức giảm giá khá là cao. Thì các bạn có thể tham khảo tại 7S, đấy là khi mua cái sản phẩm này. Thì khi các bạn mua tại 7S, các bạn sẽ được giảm trực tiếp đấy là 600.000. Sau đó các bạn sẽ được tặng một cái phiếu mua hàng với mức giảm giá là 700.000 nữa. Tổng cộng là các bạn sẽ được giảm tới 1.3 triệu. Tức là 7.290.000 trừ đi 1.3 triệu, các bạn sẽ phải bỏ ra đấy là 5.990.000 cho cái sản phẩm này thôi. Nhiều bạn hay nói là 7.290 thì nó đắt, nhưng mình đánh giá đấy là 5.990 thì có lẽ là không đắt so với những cái trải nghiệm mà cái chiếc điện thoại này mang lại. Thì đây là máy chính hãng, cái phiên bản của mình là màu đen. Nhìn có vẻ là nó đã đồng bộ hơn từ mặt trước cho đến mặt sau, chứ nó không giống như là cái màu vàng hôm trước. Đó, ok. Máy là dòng tầm trung, thế nên là cách đóng hộp cũng rất là đơn giản. Và phụ kiện bên trong này thì cũng không có gì. Sách hướng dẫn sử dụng các thứ, chúng ta có thêm sạc này, cáp này, tai nghe và thêm que chọc sim. Que chọc sim rồi càng ngày làm càng tinh tế và đẹp. Đấy, ok, thế thì sẽ bỏ qua luôn. Và mình sẽ đến cụ thể hơn với cái máy này. Thì đây cũng là phiên bản màu đen và mình nhận thấy một điều đấy là màu đen này. Mình tin là nó sẽ khiến cho các bạn cảm thấy là cái máy trở nên đồng bộ hơn và nó sẽ tông xuyệt tông hơn. Ở một cái điểm đấy là nhìn từ mặt trước cho đến mặt lưng sau, mọi thứ đều là một màu, nó có một cái vẻ gì đấy rất là liền lạc và nó liền mạch lại với nhau á. Chứ nó không bị kiểu chia cắt hoặc là nó không bị kiểu tạo ra những cái mảng khối giống như là màu vàng hoặc là chúng ta có một cái phiên bản đấy là màu tím nữa. Những cái phiên bản màu sắc này các bạn cũng có thể tìm thấy rất là dễ dàng tại 7S. Thôi link mình sẽ để phía bên dưới luôn cho nhanh nha, các bạn đỡ mất công đi tìm các thứ. Đấy. Thì nói lại một chút về Z8, các bạn sẽ có cái mặt lưng này bằng nhựa, khung viền cũng là bằng nhựa. Nhưng cái cách hoàn thiện của Samsung làm khá tốt khi mà từ cái phần viền này áp dụng cho đến cái phần mặt lưng thì nó rất là liền lạc với nhau. Thậm chí kể cả những cái điểm nhỏ như phía cạnh bên dưới này cũng rất là sát và cái cảm giác cầm trên tay nó rất là liền mạch và mình đánh giá là ok cho cái cảm giác cầm nắm và sử dụng. Điều đặc biệt hơn nữa là nó bằng nhựa mà, thế nên là kể cả các bạn có chơi game sử dụng liên tục như thế nào đi chăng nữa thì cái hơi nóng từ máy nó phả ra nó cũng không khiến cho tay của bạn bị khó chịu một chút nào. Thì đây cũng là một cái điểm mình đánh giá khá là cao. Máy sẽ có các màn hình đấy là 6 inch, độ phân giải đây là HD+ và theo cái tỷ lệ đấy 18.599, và đương nhiên nó cũng sẽ giúp cho các bạn có những cái trải nghiệm nói chung là ok về màu sắc. Còn về độ nét thì như trong video hôm trước mình đã chia sẻ rồi, nó không thực sự là nét nên các bạn cũng sẽ cần phải quan tâm. Máy sử dụng con chip Snapdragon 450 và như phiên bản bán ở Việt Nam thì đây, bộ nhớ RAM sẽ là 3GB và bộ nhớ trong mặc định sẽ là 32GB. Tức là nó cũng giống như phiên bản demo của mình hôm trước, tại vì cũng có nhiều bạn ý kiến đấy là cái máy này có nhiều thông tin ở các bên thì bảo là 4GB RAM và 64GB bộ trong, nhưng mà đấy là phiên bản khác. Đây là phiên bản thấp hơn, 3GB RAM, 32GB bộ trong, hãy lưu ý những vấn đề này. Bên trong thì chúng ta cũng sẽ có đầy đủ những cái tính năng, ví dụ nhận diện khuôn mặt này, quét vân tay. Và camera phía mặt lưng sau cũng có một thông số khá tốt với camera chính với độ phân giải lên tới là 16MP và khẩu độ f1.7. Và chúng ta sẽ có một camera phụ để giúp các bạn có thể chụp hình, xóa phông, các thứ. Và chắc chắn là nó cũng sẽ có cái tính năng đấy là ạt bọc kè rồi. Bọc kè cái phần tứ tung rất là ngon. Máy sẽ được cài sẵn phiên bản phần mềm Samsung Experience 9.0 dựa trên cái nền tảng Android 8.0.0. Và chắc chắn là nó sẽ được cập nhật phần mềm rất là nhanh rồi, các bạn yên tâm. Máy mới ra của Samsung thì kiểu gì cũng phải được hỗ trợ thêm một thời gian lâu nữa. Đó. Bây giờ sẽ quay trở lại một cái vấn đề, mức giá 5.990 đã là ok cho cái sản phẩm này chưa? Bản thân mình đánh giá thì nó đã ở mức gọi là chấp nhận được dành cho các bạn. Thứ nhất đấy là chúng ta có một thương hiệu ok. Các bạn phải hiểu đấy, Samsung là một trong những cái thương hiệu đứng đầu tại thị trường Việt Nam rồi. Cho nên là các bạn sử dụng cái máy này người ta sẽ biết là các bạn sử dụng Samsung. Điều thứ hai nữa, nó có những cái tính năng khá là mới. Ví dụ như chúng ta có màn hình dài mới này, chúng ta có camera dual với cái tính năng ạt bokeh rất là mới này, rất là chất này. Chúng ta có cảm biến vân tay một chạm rất là nhạy, chúng ta có mở khóa ôm khuôn mặt. Và cuối cùng đây là chúng ta cũng có cái cấu hình nó không hề thua kém nhiều so với là con Galaxy A6 với mức giá là 9 triệu. Con này thì là 6 triệu nhưng chúng ta chỉ thua kém 1GB RAM và thua kém 32GB bộ trong mà thôi. Vậy thì các bạn nghĩ sao về Galaxy Z8? Đây là máy chính hãng tại thị trường Việt Nam. Và các bạn đừng quên là chỉ có thể mua được cái mức giá lên 5.990 tại 7S mà thôi. Nên là link mình sẽ để phía bên dưới để các bạn tham khảo nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye!